quý cô bác tuổi nhâm dần kính mến để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì làm sao để giải hung hóa cát làm sao để nắm bắt được thời cơ làm sao để đổi đời hưng vượng chuyện mình giàu có công việc thông thuận tiền lương tiền thử tăng cao hôm nay minh được tử vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục tử vi 12 con giáp kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình kính thưa quý cô bác quý cô bác có biết rằng may mắn hay là xui xẻo giàu sang hay là nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mọi người mà nên nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ cho nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn, nhất là có khả năng trúng số độc đắc trúng thưởng cũng sẽ rất cao và quý cô bác tuổi nhâm dần sinh năm 1962 được các nhà chim tinh học nhà tự vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mão tới đây sẽ gặp nhiều may mắn, nhận lộc trời ban, sẽ có được cơ hội trúng số, trúng thưởng bất ngờ, đổi đời đại gia khiến cho nhiều người phải ganh tị. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý cô bác tuổi nhâm dần cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Những người tuổi Nhâm Dần thường là người có tính cách mạnh mẽ và dũng cảm. Người tuổi Nhâm Dần, với tài ăn nói khéo léo và trí thông minh vốn có của mình, rất biết cách ứng xử trong mọi công việc, luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống và công việc. Trong công việc, những người tuổi Nhâm Dần có phẩm chất lãnh đạo tốt, được mọi người quý mến. Đôi khi người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cũng gặp không ít khó khăn trong công việc bởi bản tính có phần hung hãn và hiếu thắng của mình. Để mọi việc được xuân sẻ hơn thì người tuổi nhâm dần cần phải cải thiện điểm yếu trong tính cách của mình. Theo thuyết Phật giáo thì tuổi nhâm dần sinh năm 1962 được. Hư không tàng Bồ Tát bảo hộ, Đại Nhật Như Lai ban phúc, Bất Động Bồ Tát ban trí tuệ và Tỳ Sa Môn hộ mệnh số so, có chức tước công quyền. Vì vậy nhâm dần khôn khéo, đa tài, có ca năng làm nhiều nghề. Nhâm dần bạo mồm, bạo miệng và cũng táo bạo, liều lĩnh. Thường làm việc quá sức nên ảnh hưởng tới sức khỏe. Người tuổi nhâm dần không quỵ lụy. Họ rất khẳng khái, thích ăn diện, ngao du bạn bè. Nhâm dần ngoài 30 tuổi đã có gia sản. Số này nhà cửa khang trang, giàu có, xấu số, số thì vẫn đủ dùng. Tuổi nhâm dần là người cương trực, không chịu thua thiệt nên không quản vất vả gian nan để đạt được ý định của họ. Số của tuổi nhâm dần thọ trên 70 tuổi, số có thể gặp thủy nạn nên phải để phòng sông nước. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, trong tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe, mời quý cô bác cùng theo dõi. về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, công việc của người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, đang có những dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Công việc của bạn tiến hành trôi chảy, hanh thông, một phần là nhờ sự cố gắng nỗ lực của chính bạn, một phần là nhờ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp xung quanh. Bản mệnh tuổi nhâm dần vốn là người cởi mở, làm việc có trách nhiệm nên nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Vì thế khi gặp khó khăn, quanh bạn không thiếu người chủ động giúp đỡ hoặc đưa ra các ý kiến đóng góp. Trong vận có quý nhân xuất hiện, cũng trao cho người tuổi nhâm dần có thêm những cơ hội tốt để khẳng định giá trị của bản thân mình. Nếu nhanh chóng nắm bắt thời cơ, thì cơ hội thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Trong tháng cũng có lâm quan và dịch mã xuất hiện, bạn càng chăm chỉ, cần cù bao nhiêu, thì công việc của bạn lại càng ngặt hái được thành tích cao bấy nhiêu. Những người tuổi nhâm dần cũng đừng ngại di chuyển, đi nhiều, làm nhiều, bởi thông qua quá trình đó, bạn sẽ tiếp thu được thêm nhiều vốn kiến thức và kinh nghiệm quý giá để áp dụng cho tương lai, cho công việc của mình. Với những người theo nghiệp học hành, nghiên cứu, khoa học, y học, có nguyệt mã và thiên phú xuất hiện cũng sẽ giúp bạn luôn có đầu óc minh mẫn, sáng tạo, giúp tiếp thu kiến thức nhanh chóng. Nếu phải tham gia thi cử, ứng cử, ứng tuyển trong khoảng thời gian này, thì tỷ lệ thành công là rất cao. Cốt là bạn tự tin vào bản thân, chớ chủ quan, lơ là và ôn luyện kỹ kiến thức trước khi bắt đầu cuộc thi thì sẽ đạt được kết quả như ý. Về mặt tài vận Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, vận trình tài lộc của người tuổi nhâm dần có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Tam hội xuất hiện giúp cho người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, có nhiều cơ hội để hái ra tiền. Tháng 3 âm lịch này, người tuổi nhâm dần gặp cục diện, dần thìn tương hợp, giúp cho bạn có vận quý nhân xuất hiện. Quý nhân thường giới thiệu cho bạn nhiều đối tác, khách hàng có triển vọng. Khi gặp được người phù hợp, bạn có thể nhanh chóng ký kết hợp đồng để đôi bên có thể cùng hợp tác và phát triển nhanh hơn. Người làm ăn, kinh doanh, buôn bán, luôn chăm chỉ, cần cù với công việc, rồi bạn cũng sẽ thu được một khoản tiền kha khá. Ngoài ra tháng này, Người tuổi nhân dần cũng nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Nếu có thể bản mệnh nên suy nghĩ mở rộng thêm quy mô kinh doanh hoặc thêm các mặt hàng khác để thu hút khách hàng. Với nền móng kinh doanh sẵn có, bạn đã tạo dựng được uy tín cho bản thân, nên đối tượng khách hàng mới cũng tiếp cận được với những sản phẩm hàng hóa của bạn một cách nhanh chóng. Hàng hóa vào ra tới tấp, giúp cho nguồn thu nhập của bạn không ngừng tăng lên. Đối với những người làm công ăn lương công chức, viên chức, nhân viên văn phòng, công nhân, với những thành tích xuất sắc của bạn trong công việc, điều này cũng sẽ giúp cho túi tiền của bạn rủng rỉnh, tiền lương, tiền thưởng tìm đến với bạn là điều hiển nhiên. Và bản mệnh tuổi nhâm dần cũng có thể suy nghĩ sử dụng khoản tiền này một cách hợp lý, sẽ giúp cho đồng tiền của bạn tiếp tục sinh sôi. Dưới sự tác động của dịch mã và nguyệt mã, con giáp này sẽ phải khá vất vả, bạn chỉ cần cố gắng hết sức. Không cần quá đề phòng những người xung quanh, hãy luôn cổ vũ bản thân mình, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng nhé. Với nhiều cát tinh trợ mệnh, đây là tháng có nhiều may mắn đến với người tuổi nhâm dần, nhưng người đầu óc nhanh nhạy, biết phát đoán nhận biết trước được thời cơ. Vận may sẽ đến, nhiều người rất dễ kiếm được một khoản tài lộc bất ngờ, cơ hội trúng số trúng thưởng hay nhận được phần quà nào đó cũng rất dễ. Về mặt tình cảm, Tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Trong khoảng thời gian này, những kết quả của những cuộc gặp gỡ này như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Nếu còn độc thân bạn chớ nên quá kiêu ngạo và đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia. Tương lai của bạn, bạn nên hiểu rằng trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo, hay phù hợp 100% với mình. Vì thế thay bằng việc tìm kiếm người tình trong mộng, bạn nên để ý đến những người thật lòng quan tâm đến mình. Bạn cũng không nên quá mải mê với công việc mà quên mất việc để ý tới tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Hãy bớt chút thời gian rảnh để quan tâm đến người này, người khác, mở rộng thêm các mối quan hệ thân thiết nữa nhé. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023, người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962 cho thấy thái độ tích cực, Chủ động sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra được nửa kia phù hợp. Với tình cảm của các cặp đôi lại có dấu hiệu khá lạnh nhạt trong khoảng thời gian này, chủ yếu là bạn quá bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc người ấy, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, có thể người ấy sẽ phải chịu tổn thương vì cho rằng tình cảm của bạn đã phai nhạt. Vì thế dù bận rộn thế nào đi chăng nữa, bạn hãy tranh thủ thời gian trò chuyện, nhắn tin hỏi han đến đối phương. Tin rằng những hành động của bạn sẽ giúp cho mối quan hệ ấm lên nhanh chóng, bạn cũng cảm nhận được rất rõ sự hạnh phúc trong tình yêu. Về mặt sức khỏe Chúc mừng người tuổi nhâm dần và tháng 3 âm lịch này đáng mừng là tình hình sức khỏe của bạn khá ổn định. Tuy có những khi hơi vất vả, nhưng song bạn luôn tìm thấy động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng hái, đẩy lui sự mệt mỏi. Tuy không có bệnh tật hay ốm đau nào đáng kể, như vậy không có nghĩa là bạn có thể xem nhẹ sức khỏe của mình. Bản mệnh cũng nên cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng cố gắng qua sức tạo áp lực cho cơ thể. Nếu có thời gian rảnh, hãy thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, giúp thúc đẩy cho đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch, khiến tinh thần luôn thoải mái, nhẹ nhóm, đẩy lùi căng thẳng, bệnh tật. Kê giờ ngủ hợp phong thủy cho tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. Dưới đây là 4 hướng hợp phong thủy cho tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 khi kê giường ngủ, cụ thể như sau. Hướng Tây Bắc Diên Niên, đây là hướng đặt giường ngủ hợp phong thủy nhất. Kê giường ngủ theo hướng này gia chủ sẽ nhận được tài lộc, điều may trong cuộc sống. Gia đình luôn sống hòa hợp, yên vui và yêu thương nhau. Hướng Đông Bắc Sinh Khí, đặt giường ngủ theo hướng này sẽ giúp cho gia chủ luôn gặp điều tốt lành, cuộc sống thuận lợi, giàu sang. Công việc gặp nhiều may mắn phát tài phát lộc, giàu sang phú quý. Hướng Tây Thiên Y, hướng này được trời phù hộ và che chở. Khi kê giường ngủ theo hướng Thiên Y, gia chủ và gia đình gặp nhiều suôn sẻ trong cuộc sống và công việc. Được trời che chở, ban phước, con cháu thông minh, ngoan ngoãn. Hướng Tây Nam phục vị, nếu gia chủ kê giường ngủ theo hướng phục vị thì gia đình luôn được bảo vệ tránh khỏi tai ương, điều xấu. Trong cuộc sống được nhiều quý nhân phù hộ, giúp đỡ vượt qua mọi khó khăn. Hướng giường ngủ tuổi nhâm dần, sinh năm 1962 cần tránh. Trong phong thủy, ứng với mỗi tuổi sẽ có những hướng xấu mà gia chủ cần tránh khi đặt giường ngủ. Dưới đây là bốn hướng xấu, không hợp phong thủy mà gia chủ tuổi nhâm dần 1962 cần tránh. Hướng bắc tuyệt mệnh, gia chủ nên tránh hướng này để kê giường, bởi vì đây là hướng xấu nhất. Nếu kê giường ngủ theo hướng này, gia chủ sẽ gặp nhiều điều xui xẻo, thường xuyên bị bệnh tật, sức khỏe bị ảnh hưởng xấu làm ăn gặp nhiều tai họa, không phát triển. Hướng đông nam ngũ quỷ hay là gặp tai họa. Khi gia chủ đặt giường theo hướng này thì cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, công việc bấp bênh, hay bị sa thải, cuộc sống gặp nhiều chuyện thị phi, không hay. Hướng đông họa hại, kê giường ngủ theo hướng này sẽ mang lại nhiều điều xui xẻo, thị phi, công việc làm ăn gặp nhiều trắc trở, thất bát, thua lỗ. Hướng nam lục sát trong phong thủy lục sát thuộc sao lục tồn nên đây là một hướng xấu. Nếu kê giường theo hướng này thì sẽ có ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ của gia chủ cho gia đình và công việc, các mối quan hệ trở nên bất hòa, xảy ra nhiều mâu thuẫn. Màu sắc hợp với tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. Người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962 thuộc mệnh kim, kim bạch kim nên lựa chọn sử dụng các màu tương sinh hoặc tương hỗ. Cụ thể màu hợp với tuổi nhâm dần như sau màu thuộc ngũ hành tương sinh, theo quy tắc tương sinh thì thổ sinh kim. Do đó, các màu sắc thuộc ngũ hành thổ là tốt nhất với người tuổi sinh năm 1962, đó là màu vàng và màu nâu. Sở hữu hai gam màu này, người tuổi nhâm dần sẽ nhận được cảm giác thư thái, thoải mái, công việc nhận được nhiều may mắn, cơ hội phát triển, thăng tiến. Màu thuộc ngũ hành tương trợ là màu thuộc ngũ hành bản mệnh kim. Những màu sắc của hành kim sẽ bổ trợ để nam nữ tuổi nhâm dần phát huy được thế mạnh của bản thân, đó là màu trắng, xám và bạc. Người tuổi nhâm dần năm 2023 hợp màu gì? Dựa vào ngũ hành của người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962 và ngũ hành của năm 2023. Trong đó, người tuổi nhâm dần có ngũ hành nạp âm là kim bạch kim, gặp năm Quý Mão 2023 có ngũ hành là kim bạch kim thì chủ về có sự tương trợ cho nhau nên khá tốt. Vì thế trong năm 2023, người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962 nên sử dụng màu thuộc hành kim và hành thủy sẽ rất tốt. Đặc biệt là về công việc làm ăn sẽ gặp được nhiều may mắn, gia đình có chuyện vui. Như vậy, nam nữ tuổi nhâm dần trong năm 2023 nên sử dụng màu trắng, xám, bạc kim và đen, xanh dương thủy. Đồng thời quý bạn cũng nên hạn chế sử dụng màu đỏ, cam và hồng hỏa khắc kim. Nam nữ tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, nên ứng dụng màu hợp tuổi trong năm 2023 đối với những vật dụng có thời gian sử dụng ngắn hạn trong năm như màu quần áo, màu tóc, màu ốp điện thoại để tăng may mắn tài lộc cho cả năm. Vâng, quý cô bác kính mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm, theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.